Hello, xin chào tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đã và đang chưa đến kênh Điện Gia Dụng Nhật Bãi của Thanh Hóa. Mình tên là Thanh Hóa, 38 tuổi, đang ở chợ Lớn Sen, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Hôm nay mình đang test một cái em khử mùi. Em này là hút ẩm quá với khách, hút ẩm, hút ẩm. Nó có cái lóc trọng hay sao nó nặng lắm, 9-10 kg, 10 kg luôn nè. Thằng này là điện 100V 230W thôi quý ha. Mai về anh Taiwan ha. Taiwan là đâu ta? Đài Loan hả? Ngoại hình còn rất là đẹp ha. Này là Đài Loan xuất Nhật, máy móc hoạt động bình thường ha, tốt ha. Đây thùng thùng đựng nước không bị bể ha, không bị gân nứt luôn ha. Đây ảnh có một miếng lọc bụi này ha. À nó có miếng, à đây nè, mới rửa nè. Anh có hai miếng lọc nè. Rồi, nó rớt à, để chút xíu đậy vô đi. Làm biến coi. À, em này mình bán giá mong muốn là 700 ngàn ha. Lưu ý giùm nghe quý khách, đây là điện 100 nha. Anh chạy nè ha. Rồi em nó có mấy nút à, dễ bấm lắm, không biết nữa. Đó gió thì cũng thổi liêu kêu liêu kêu của em nữa nè. Nó không phải là công năng của cái quạt ha, nó chỉ là hút ẩm. Nó cái lốc nó đang chạy á. Rồi quý khách nào có nhu cầu liên hệ Zalo, Facebook, YouTube hay chợ tốt cho mình ha, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách đã và đang quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lần sau. Xin cảm ơn.